Ôi thôi. Để anh chụp hình nữa coi. Mới các bạn. Mới. Anh BT. Quá trời cái muối. Hai muối đầy hộp luôn. 6 muối. 6 muối luôn hả? Ảnh mấy 6 muối, ảnh bị tiền 6 muối chứ. Này là một hộp nhỏ này, đây là 3 hộp 4 hộp rồi. Cái gì? Ngon quá. Không chê vô đâu được luôn nha các bạn. Trời ơi. Viết sao chân? Ây da, trời trời. Trên trái vẫn báo ổ lộn bao 100% anh. Kiếm gì chân? Ok không anh? Thử ok không? À. Cái này nó ngọt hơn nữa phải không? Cái kia vẫn ngon mà đi xấu rồi. Đi cũng ngon mà. Đi cũng ngon nhưng mà ý là ăn cái nồi cơm á, như chị á thì ăn cái nhan ngon. Các bạn nó thơm. Đúng rồi. Rất là cơm ngon. Rồi nguyên muối luôn, nguyên muối luôn. Tùy người ăn đó chị. Chị muốn ăn mà nồng mà ngậy luôn thì xin ký đi. Chị nên cũng nhiều lắm. Đây cơm béo. Trời ơi mưa rồi các bạn ơi. Dạ vô thử đi chị. Ok. Ok. Thêm một trái nhỏ nữa.
cầm mày đi chỗ còn hai em á, không là được. Cơm lửa luôn. Nhất tới luôn. Hey, một hộp luôn cho chị bên này. Cơm dễ quay luôn các bạn. Cũng sang lên tay quá ha. Lễ muối như lễ ốc ha. Quá ngon. $30 một trái sầu riêng các bạn. Chị ấy đang chờ tiếp tục các bạn nè. Mấy cái gai này là khó cầm lắm, không biết sao nữa, nó khó cầm lắm các bạn. Này nhọn hơn những cái trái bình thường. Hai quả, một quả cuôi, một quả cong. Đây nè, VIP luôn. Ráo dẻo vàng ươm luôn các bạn.
360. Bớt không? Dạ. Em bớt gì em đâu có lời đâu chị, giờ hàng nó lên cao quá rồi, em bán giá vậy thôi chứ giờ giá thấp thì em bán hơn thấp, giá cao bán hơn cao. Biết thiệt. Đồ này dẻo lắm. Cấp cái bằng cho anh Sang mới được. Quá lên tay. Nhìn gặp trời ơi. Thứ gì chịu nổi. Nói luôn hay đó, dần dần mới nhìn lại Go lên. Thơm quá trời thơm ha. Cái đó là nó ngọt quá, nó cương cái đường, mặt đường của nó ra thôi. Cua rồi là ghi 208, còn thái là 300 gì đấy. Cho anh 406. Mặt trước nó nhiều hơn cái đó. Bằng nhau à. Có tiền chú ơi. Đây chờ anh Sang lựa chọn tiếp cho cô. Cái này cơm lửa rồi các bạn. Anh Sang hồi bấm máy tính này, bấm tính nhầm rồi đó. 120 mà anh bớt còn 101 mà 4,4 ký là 484.000 mới đúng. Ừ, anh tính lộn 406. Tính lộn. 24.000. Bấm máy tính thôi chắc. Lỗ thì giàu. À cô đi dẫn xe ra. Chép bé hơn. Đó cho đó luôn á. Rồi 1,7 nè. Hết nhỏ hơn luôn rồi đó cô.
1,7 nhân cho 120 nè. Rồi 204 nè. À rồi. Tính nó đến cái làm đây à. Vàng thơm ngon lắm. Xong rồi nghe không đụng nữa nha. Rồi. Lỗ 20.000. Cũng cái tư. Bao nhiêu? 484.000. Cái tư ở 484. 4.6 là lỗ nữa. Ê, đó. Nó tự gớt không luôn á, không có động luôn á, không thiệt. Anh đưa chua chua hết luôn à. A di phò phò. Thì lỗ 20 như tính lỗ là 105kg. Hèn gì ổng thề liền đi xem đi nhanh quá. Không tính lỗ, ổng còn kêu bớt nữa. Ổng còn kêu bớt mà ổng tính 400 được rồi. Chết luôn. Chết, để em xem. Phật khắc 10 khắc trên. Anh em đang soạn hàng nha các bạn. Em mới lên mà chị lúc rồi đó. Nè luôn. Qua đây anh. Qua đây anh chụp cho. Ồ chai đó chắc 4 kg gử luôn. Nó chất lên nhà. Từ xe chất vô nhà, chất vô nhà soạn lại xong rồi bây giờ phải soạn ra. Rồi ngày mai phải soạn ra, trái nào chín soạn ra. Trời ơi, trần ai lai khổ nha các bạn. Sáng vào 45 chất quá. Sáng rồi, không đủ anh làm. Chắc chậm lên luôn hả? Các bạn xem chút xíu thì chân chân dắt lên rất là đẹp luôn. Mất tinh thần chiến đấu luôn à. Mất hết rồi ngửa phần mình. Ai yếu còn nhập hết. Đã tính rồi. Không, hồi nãy anh tính đúng rồi. Kia mới hỏi sao sao rồi. Xong cái hồi anh quên luôn. Đã hết quá rồi, lỡ rồi thôi chứ nhiều nhiều mình phải tính máy rồi chứ. Bà kia đấy. Quá trời, trái tròn do không các bạn. Phải xe. Xe.
Ê Trân Vịnh à, nội nội công thâm hậu chưa? Các bạn nhìn xem nè, chút xíu nữa là sẽ rớt rồi. Ăn này không em gái? Đây là cơm là ghi 208, thái 300, còn bên kia còn ba giỏ nữa các bạn, chút xíu chất lên như là như đống lúa luôn. Không, cái lô này cháy đều ghê luôn á. Đẹp. Ừ. Trời ơi, còn một cái mang tô kéo ra cái này luôn. Khách người mà không đẹp nữa. Thôi, khách luôn, khách luôn. Mưa, rồi. Mưa nè. Tranh thủ lên, tranh thủ lên. Nếu không anh trừ lương à. Lẹ lên, lẹ lên. Này chính rồi hả? Cấp tốc khi mà độ chuyên nghiệp lên cao thì các bạn thấy biết chưa, tốc độ có thể từ trái sống có thể vuốt qua cái nó chín luôn. Cười bây giờ này đang sàng lọc là cái nào sống cái nào chín để biết lên hàng cho bà con các bạn. Nhanh lên, nhanh lên. Nhổng vô câu. Ê gớt 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 gớt. Rồi hai khách vô cơm bên trong các bạn. Giờ mình phái coi Trần Trân soạn hàng à. Dùng có 3 kiếp. Hả? Ê, hồi bữa em nói là sống nó kêu bọc 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 phải không? Còn chính là sập sập sập, bọc bọc bọc. Ok. Bọc bọc bọc. À, cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Ta kêu cọc cọc cọc. Cọc cọc cọc. Là sống nha các bạn. Còn chính là sập sập sập, bọc bọc bọc. Sao em? Sao? Sao em? Sao vậy? Sao vậy? Nói anh nghe coi. Rồi, khách lấy trái vô khui. Thank you.
my god. Rồi chưa, sầu riêng mà hứng như chứ banh các bạn. Quăng lại anh coi cái rồi lấy trái 5kg quăng ha. À dạ, trận này chạy da anh rồi, chạy tay rồi. Chóc nước sơn. Hai anh sang khui bên này nha các bạn. Hai quả luôn. Đề nghị em tránh đường cho anh đi vô anh làm việc với anh Sang ơi. Ok. Ôi trời 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 trời. Lỡ một cái là tới công chuyện luôn á. Hello Nissan. Hello. Mấy trái anh? Đang kiếm. À, một bên thì soạn hàng lên, còn một bên thì bán hàng cho khách, còn ở giữa thì đứng quay phim. Bên trái là khách hàng mua sầu riêng, bên phải là ngoài đường mà người ta đang chạy xe. Ở trên là cái dù. Đây. Theo như vui vẻ là bớt 630 lấy 8.000 thôi. Hả, à, quận 6 lận. Không vui hả anh Sang? Thôi vậy em ra chơi với anh Sang chân tiếp. Cuối hợp, ok luôn. Sao em? Sao? Quăng hả? Các bạn thấy chưa? Bắt đầu trời mưa là phải kéo. Rồi, khách luôn. Mưa trời ơi. Ổng muốn mưa là ổng mưa à trời. Đau lòng ghê. Năm học luôn. Mua cái này luôn vậy. Mọi trái hợp. Đúng rồi. Khách cứ khui thoải mái. Rồi ok nè. Ok nè. Bữa nay ok nè, từ bánh xèo nhảy qua tới sầu riêng Phương Trang luôn nha các bạn. Lấy la. Đó, bà con đang mặc áo mưa bên kia kìa. Trời ơi. Sầu riêng luôn chị ơi, sầu riêng luôn mấy em ơi. Biết. Không, Trần mới nói câu khác kìa, biết gì kìa. Thơm quá. Ngon nghe, sầu riêng mà mưa xuống nó mới thơm dữ hơn cái nắng các bạn. Chút quay qua quay lại các bạn sẽ thấy cái đống sầu riêng của Trần Trân design đẹp lắm các bạn. Thơm quá, ngoài kia mưa bắt đầu gió thổi vô. Có mưa đâu mà. Có mưa. Quá trời trái này. Quá ngon. Rồi, ok. Trên cả tuyệt vời. Sao rồi Trần, hết rồi hả? Là đặng lấy thì mấy giờ chắc lên nhanh chứ. Em làm việc vậy sao? Em muốn sao? Anh Sang, xử lý nó cho em. Em kêu lấy thêm 2 giỏ chất lên nữa mà anh không cho em nghỉ mệt. Ok. Đây che mưa đó. Lấy thân mình che mưa. Ồ. Tại thân thì không có. Đường nói với con. Làm anh gõ lại rồi. Không biết gõ đâu. Giỡn hoài. Đắp cái tay là nó không bắt đèn nữa.
cọc 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 là chưa chín. Vừa chín tới. Không. Đó thì giỡn nữa. Giỡn hoài. Quay đâu rồi mưa. Hay chưa? Nãy giờ chân chân xong rồi giờ tới ố lộn, nãy giờ chân chân xong giờ tới anh Sang nha. Sau này sống ở chính anh Sang. Này á, cái này hàng này còn xanh. Còn xanh. Bây giờ lên nghề. Này là hàng chấm ướp. À. Quá đi cái đồng nhanh ha. Ừ chứ sao. Chết anh không. Bán đứng anh không. Bán đứng anh là chết luôn rồi. Sao không biết mệt ha. Sao không mệt. Bóc là hai trái luôn ghê. Thấy ghê chưa? Sợ chưa? Bíp. Ok nè. Các bạn hiểu tại sao không? Rồi xong từ từ. Ở dưới này còn sống. Lên đây là vừa mới ôm ướp. Rồi mà chín hơi hơi. Chín vừa vừa. Rồi mới chín tới. Theo tầng, theo lớp các bạn. 3 tầng mây. 3, 4 tầng mây luôn. Đó, ngồi xong bên này nữa. Quá đỉnh. Rồi chùm mền luôn à. Đó các bạn thấy cực khổ không? Xong rồi hết mưa phải lấy ra. Sơ sơ hà, không lớn đâu. Sống thì gần chín. Rồi gần chín. Rồi gần chín, rồi mới chín tới, rồi mới chín hơi hơi, rồi mới chín sơ sơ, rồi sắp chín, rồi ngày mai nó sẽ chín. Rồi các bạn thấy không? Tầng tầng lớp lớp những dằn con thấy việc lại hại chưa? Trời ơi. Đâu phải đơn giản đâu các bạn. Mình quay 3 năm trời luôn mình biết cái công thức luôn á. Ủa sao né anh vậy? Thôi, dí mà. Dí đến chết. Mà dí đến chết. Có đâu. Đồn tụi bay tụi ba không à. Đại nghị hai anh em tập trung làm việc nha. Nghe chưa. Video này là sẽ là bằng chứng. Tôi báo cáo với ship ở trên là tới công chuyện à. Cơm ngày ba bữa. Giờ biết làm gì luôn. Hồi nói chuyện hồi ní sàn với ní trần với là một hơi một xỉu luôn quá. Rồi ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Ôi, bye bye các bạn.